hàng nhiều lắm. Tôi không mua cái gì rồi. Báo. Em mua thêm áo này nữa chị ơi. Xả kho mà. Đây thôi, xả kho. Em đơn hết cho chị hôm nay thôi. Like tiếp được một like nữa nhá, xong rồi nhà em like nốt like này này nhá. Bảo Phương đi tìm nó. Phương tìm Nguyễn Kiều Nhung nhá. Mọi người vào xem lại cho em, xem lại giúp em với ạ. Chi chi thêm về bài này ra thì tôi đi, xong tìm Nguyễn Kiều Nhung. Mọi người vào xem lại giúp em nhá. Xem lại giúp em nè. Xả kho nha. Có copy. Lên một cái mẫu set yểm em đang mặc nhá. Set yểm em đang mặc. Set yểm em đang mặc chỉ có 7 set thôi. Xinh cực kỳ, mặc kiểu Hàn Quốc dã man. Chào chị Giao Hân nhá mọi người. Mọi người ai đang xem thì mọi người comment cho em một cái đi ạ. À cái em đang mặc là hàng new nhá. Em bán mẫu em đang mặc rồi, em sẽ qua tiếp mẫu len nhá. Xả hết luôn, mẫu len, váy len, áo len các kiểu. Đủ thể loại, xả kho luôn đấy. Thế nên là xả kho giá rất là tri ân nhá mọi người. Giá là, à quên mất, mọi người vào xem này. Ai đang xem thì comment cho em một cái nhá. Ai đang xem thì mọi người comment cho em biết là đang xem đi ạ. Xinh nhỉ? Ừ. Chào chị Thái Thị Thanh Vân này. Nai vãi. Ờ, Thái Thị Thanh Vân. Đang bảo mày mặc cái xe đấy nai. Tưởng thế. Nó kiểu Hàn Quốc ấy nhỉ? Tôi bảo bà kiểu giản giả nai á. Nhìn cái này nai kiểu hiền hiền. Kiểu ngây thơ. À cái xe này em đang mặc chỉ có duy nhất 7 set thôi nha. Em sẽ báo giá luôn cho mọi người. 105. Chào chị Minh Lưu này, em sẽ báo giá luôn set này cho mọi 105. Người. Giá là 105.000 một set, quá rẻ. Bao gồm một cái áo phông ở bên trong nhá. Bà cho tôi mấy set này bên kia nhá. Với cả một cái áo yếm ở bên ngoài này. 105.000. 7 set duy nhất nhá mọi người ơi, 7 set duy nhất. 105.000 giá quá là rẻ luôn này. 4 5 6 thế này. Một set đang mặc chưa? Tính cái set đang mặc của nó là 6. Ừ. Một mặc 7 nó dễ đếm đủ mà. Mi à? 7 thôi. Ôi thế là bây giờ ở đây có 6 thôi, thiếu 1. Mọi người đợi em nhé, đang kiểm em lấy một set kiểu ngọc 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 này 105.000. Mọi người không lấy nhanh là hết, rất là tiếc luôn. Set đẹp dã man luôn đấy. Sao nhỉ? Đứng lên đi ạ, à, kìa đứng lên cho hoang linh okay, của tôi. Ok thôi đứng lên luôn nhá. Thì nó tìm thấy, tìm thấy sao. Ơ vứt vứt kéo kẻ ngay đây đấy, còn một kéo kẻ trắng đen nữa. Đó, có em đặt cái tắt chính. Mình một set Thu Hiền, một set. Đây nha, set Linh Đan một set 105.000. Xinh cực. Xe yếm nhá, áo phông với cả váy yếm mọi người ạ. Áo phông với cả váy yếm nhá. 105.000 một set này. Rẻ quá đúng không ạ? Chất đẹp lắm nhá. Mặc lên xinh cực. 105.000 một set, có cái túi ở đây này. Xinh lắm. Có 7 set duy nhất này. Để em chốt cho ai mặc các mình đầu tiên nhá. 56 là Linh Đa này. Mọi người thích kiểu này. À, lần sau mình nhập gặp kiểu này đẹp này. Bùi Hoàng Phương 21 có đơn rồi. Bùi Hoàng Phương 21 tinh quá. Có mẫu gì nữa? Đấy còn nhiều nữa thì mình hết rồi. Qua mẫu gì nhở? Em qua mẫu khác nhá mọi người ơi, xe ra mặc hết rồi nhá. Mọi người ơi em sẽ qua mẫu khác nhá. Heo lùn VN 1 set. Cái gì cơ? Bà mặc cái gì bà mặc? Mặc cái gì cũng được, mặc cái gì xả được, xả đây đây. Xả đi, xả đây đi. Nhưng mà chân váy, bà cứu. Chân váy đâu? Đây, đây, đây. Đâu, bà cứu gì? Đâu rồi, bên nào chưa? Em sẽ xả tiếp này, xả kho nha. Mỗi mẫu chỉ còn mấy cái thôi. À. Mina Lu 1 set, đưa mẫu đây. Ôi, nhưng mà chị Phương Anh 1m50 không mặc đâu nhở? Sợ hơi dài thì cắt đi nếu mà chị nếu mà chị thích thì cắt đi, bởi vì 105.000 là cũng rẻ lắm rồi. Bình thường mua cái áo phông nó 70.000 rồi. Thì chị có thể cắt đi, nếu mà chị không lấy thì bảo em nhá, để em chốt cho người khác. Vẫn đang thiếu một đây, không biết tìm được không. Rơi ở đâu ấy? Đi em biết sao để em sẽ chị không phải rơi ngoài kia đâu, nó ngay đây rồi. Em có ai chốt luôn không, sao là phải mặc lại. Áo nỉ kẻ còn 2 cái này. Áo nỉ kẻ nhà em còn 2 cái nhá, giá là 75.000. Áo nỉ kẻ nhà em còn 2 cái, em cao 1m6 ạ. Em cao 1m6 nhá. Áo nỉ kẻ này còn 2 cái đây này. Vẫn còn một, còn một. Chào chị Loan Nguyên này. Chị Bùi Hoàng Phương Anh cũng hủy luôn đi, bởi vì chị dài không mặc được đâu. Còn một set này chốt cho hai chị nữa, còn 2 set. Một set chốt cho chị Anna Nguyễn này, đơn mồi này. Anna Nguyễn. Từ từ nhá. Anna Nguyễn này.
Xét yếm hết rồi chị ơi. Em ơi, áo 75.000 chị cái gì xanh ấy. Có đơn rồi. Áo 75.000 cho thả xanh một cái nhá. Thả xanh có đơn rồi đấy, áo 75 này. Còn một cái thôi nhá. Xét 105 cho cú mèo. Cú mèo một xét là hết luôn nhá. Xét 105 cú mèo. Đắt nhiều như này. Cái gì? Hết chưa? Áo đấy còn một cái đang mặc nhớ giá là 75k này. Mọi người lấy chốt nhanh cho em 75k kèm số điện thoại. Còn duy nhất một cái em đang mặc. Còn một cái nha mọi người. Không có váy suông. Em lấy áo nhé. Ok Thảo Khanh cái áo bạn mẫu mặc còn một cái thôi ạ. Đây rồi mặc áo gì kèm này. Còn 2-3 cái. Đâu đâu nhỉ? Cổ cái thân tôi. Này. Cất cái váy đi. Còn Phương ơi mình chốt đơn này. Áo nỉ kẻ còn một cái là tốt cho em. Nỉ kẻ dơ dơ cũng được, còn 2-3 cái thôi. Cái nỉ kẻ nhá, nỉ kẻ trắng đen này. Nỉ kẻ trắng đen này. Ba cái. Chân nỉ ra cái còn 3 cái giá. Xả 85. Xả 85k này. Áo này xả 85.000 nhá, nỉ kẻ okay, này. Ok ok Thảo Khanh. Nỉ kẻ này rất là hot rồi nhá. Hết hàng em xả nốt là sẽ không về hàng đâu ạ. Mọi người lấy chốt cho em là 85k kèm số điện thoại. Mọi người lấy chốt cho em 85k kèm số điện thoại này. 85.000 nhá, chân nỉ da cá này. Form dưới 62 cân đổ lại nhá. Chân nỉ da cá. Form dưới 62 cân đổ lại cho em này. Giá là 85.000 nhá. Còn 3 cái xả nốt. 3 cái xả nốt này. Móc đi, móc đi. Lấy mọi người lấy chốt cho em là 85k kèm số điện thoại. 85k kèm số điện thoại ạ. Anh nhà chị Nguyễn Thanh. Áo này áo mặc còn một cái. Áo em mặc còn một cái nhá. Áo em mặc còn một cái là 75.000. 85 của Thanh Thanh một rồi. Cái kẻ em đang mặc là 75.000 còn một cái này. Còn cái kẻ đen trắng này là 85.000 nhá. Xả bom này mọi người ơi, xả bom luôn này. Xả sạch luôn nhá, xả sạch kho luôn. Váy chanel này. Váy chanel trắng nhá. Chất cốt tông rất là đẹp. Chất cốt tông rất là đẹp. Xả 60.000. Xả 60k này. Xả 60k em này nhá. Vừa bóc cái bọc ở trong túi ra nên là hơi bị nhăn mọi người ạ. Mọi người về là qua là mặc lên rất là đẹp. Xả 60.000 này. Có lượt chia sẻ. Tại mình không kêu gọi chia sẻ. Không chơi mini game nữa. Không cần đâu. Xả 60.000 này. Váy chanel 60k này. Ai lấy chốt cho em là 60k kèm số điện thoại nhá. Đây là xả bom nhá, chỉ mỗi mẫu chỉ có một cái thôi này. Áo len 70. Áo len mông tơ ghi màu vàng nhá. Ơ vậy không ai chốt đâu, 60.000 không ai chốt đâu, 50.000. Ôi trả lỗ chỏng vó. Váy này 50.000 luôn này mọi người ơi, 50k này. 50k nhá, 56 cân đổ lại. 56 cân đổ lại váy chanel 50k. Thật nhẹ là thương. Váy váy chanel 50k ai lấy chốt chốt em này. Cực kỳ đẹp nhá, bình thường là bán 1 lít đấy, đâu 1 lít mấy nhỉ? 100 mấy cái váy này. 100 bao nhiêu? 100 mấy. Em lấy áo vàng là cái gì? Đây bây giờ mình có áo vàng. Xin tiên cho ai có đơn giữ nhá. Đây nhá. Một đơn cho nhanh như một cái váy hôm mai lại hủy ra mất công. Thùy Dương 50. Áo len mông tơ ghi vàng 60k. Đấy hạn 10.000 phát chốt cho nhau. Len mông tơ ghi vàng 60k này. Đây ạ, màu vàng nhá, rất là đẹp luôn. Xả đây là bị khách bom nhá. Mọi người lấy chốt cho em là 60k kèm số điện thoại. Áo cầm trắng. Chị ơi chỉ còn áo này thôi, cái váy chị chốt sau rồi. Áo vàng 60.000 mà lấy cái len bạn mẫu đang cầm comment 60k. Chất len mông tơ ghi nhá mọi người, chất len mông tơ ghi 60k. Váy mango này. Váy mango nhá. Đây xả bom nhá. Váy mango size L. Cái này size L nhá, chị nào tầm 55 cho đến 55 cho đến 62 cân, 63 cân nhá, mặc vừa này. 60k chị Hằng Nga luyện. Mango chất hàng loại 1 nhá. Tang mắc đầy đủ, size L. Size L á? Xả 90.000 ý. Xả 90k này, váy mango chất cực kỳ đẹp này. Size L á? 90.000 nhá. Size L 90k nhá. Có bạn hỏi áo bà đang mặc á. Em để trong túi nên hơi bị nhăn. Áo em đang mặc còn duy nhất một cái giá 75.000 này. Áo em đang mặc là áo nỉ nhá. Áo nỉ còn duy nhất một cái giá 75k. Giá 75k này. Xinh lắm mọi người ạ. Chị Phương Anh có lấy cái váy size L không ạ? Còn một cái thôi. Chị Phương Anh ơi, chất cực kỳ đẹp luôn, chị có lấy không? Chị Phương Anh ơi, chị có lấy không? Báo em luôn nhá. Nỉ kẻ còn 2 cái, lấy chốt nốt cho em này. Chị nào hộp đơn á?
Váy, váy size L của chị Loan, chị Loan, Loan Nguyên ạ. Đây nhá, Phương Anh không comment nhá. Có gái rồi, em chốt cho người khác mất rồi, tại chị không comment. Chị mặc size L à? Cái này nhá, nỉ kể còn hai cái giá 85.000 này mọi người ơi, 85k này. Hết là sẽ không về nữa nhá. Áo nỉ 75 chỉ còn một cái thôi. Áo nỉ 75 còn một cái, em đang mặc, ai lấy chốt nhanh cho em đi ạ. Để số điện thoại nhá. Ai lấy chốt nhanh nhá, để lại số điện thoại cho em. Giả vé này 119.000. Cái này bị này, sao sao. À dơ đi vẫn còn mà. Xả xếp vét màu hồng nhá. Đây ạ, em dơ quần trước. Đúng này. Comment rồi. Em thấy là em không thấy luôn. Áo kẻ 75 ai lấy để số nhá, không có số em không chốt ở đâu ạ. Đây nhá, xếp vét này, đây là quần cạp cao nhá. Quần cạp cao với cả áo vét hai lớp. Áo vét này hai lớp nhá, chất cực kỳ dày dặn luôn ạ. Chị Hồng Siêu Nguyễn lấy nỉ 75 là cái áo Hà đang mặc nhá. Mọi người không thể đi đâu mà mua được một cái set vest 2 lớp mà giá cực rẻ như 110, này được. 119.000. Xả luôn 119.000 một set này. Hiện tại còn tầm 5 set 4 nhá. 4 rồi. 4 set. Đây ạ, hiện tại còn 4 set nhá. Cái này là mọi người tính theo eo trên nhá, bởi vì cái này là quần cạp cao. Xả nốt nhá, 119.000 quá rẻ luôn. 2 lớp này. Với cả quần mọi người có thể mặc tách set cũng rất là đẹp. Mọi người có thể mặc quần này với cả áo len mỏng ý, áo len mông tơ ghi các kiểu nhá. Bà set này không được. Tôi bán được nhiều cơ. Tôi không hợp xe này đâu. Xe này 119.000 này. Không chỉ, có màu đen thôi. Chỉ có màu hồng đất thôi nhá. Màu hồng đất mặc lên cực kỳ xinh luôn, cực kỳ tôn da à, luôn. Mặc hết rồi ạ. Chị nào lấy set 119 để lại số điện thoại cho em nhá. Hàng này free size 55 cân đổ về, eo trên 70 đến 75 ạ. Eo trên 70 đến 75 nhá. Chị Thảo Hiền lấy một cái set đạp cao nhá. Mọi người tính theo eo trên nhá, mọi người đừng tính theo bụng. 43 cân sợ hơi rộng chị ạ. Hết rồi, hết rồi. 43 cân sợ bị rộng nhá. Mẫu này tầm 55 cân đổi lại. Chị ơi em ở Hà Đông. Mày đi mà dập đi. Này chả. Làm hộ cho được lắm chuyện. Chị Trà Thanh một sách 119 này. Hai lớp mọi người ơi, quá rẻ luôn. Hôm nay xả 119.000. Trà Thanh bây giờ chỉ còn một à, còn hai, còn hai sách 119 thôi ạ. Còn hai set thôi nhá mọi người đấy. Đây ạ. Chất vest nhá, vest chất dày dặn hai lớp. Hai lớp cực kỳ dày dặn này. Còn hai set thôi ạ. Đây. Chị Hồng Siêu Nguyễn ơi, chị chắc chắn lấy hàng giùm em thì em mới chốt nhá. Còn đâu các chị đừng có chốt một cái lại hủy mất công á, bao lần em bị như thế rồi. Khách cứ sướng mồm lên chốt xong lại hủy mất công á. À, cái này mặc hết rồi chị ơi. Để em tìm ra từ từ nhá, có khi lo lẫn đấy, nó sót. Từ từ để tìm nhá. Và chị chờ một tí. Mà không mặc áo bi đấy. Hả? Áo bi à? Ba mặc đi. Áo bi gì đấy? Còn không? Còn thì còn. Áo bi dày, chấm bi. Rồi bà thay mẫu mà mặc đi. Thay đi, thay đi. Em còn màu khác nhá. Đây này. Nào nhá. Cái đây làm sao đây? Nó bị bệt. Trên sàn. Thôi mặc đi, bảo khách về giặt hộ. Giặt được mà, cái đấy giặt thoải mái. Mình giặt ra đấy, nhưng mà không thời gian giặt thôi. Ê, cái len mông tơ ghi kẻ xanh này. Mặc cái chấm bi đi. Qua mẫu khác luôn này. Em ơi ghi số chị ơi. Đây này có người chốt này. Chị lấy sọc mẫu mặc và sọc đen em. Chị ơi cái sọc mẫu mặc hết hàng rồi ạ. Em chuẩn bị lên một cái mẫu phông giấy nữa mọi người có thể mặc này. Ok chị Phương Anh chờ em một tí nhá. Em tìm cho còn cái gì váy vùng để chị mặc được không. Chắc là nó vẫn còn, nó sót đâu quanh đây thôi. Xét rồi 119.000 ạ. 119.000 nhá chị nhá. Đấy, có kéo. Chỉ thừa 49.000. Hôm nay xả luôn áo phông giấy. Bà khách là nếu mà có bị một về thì giặt hộ nhá. Chắc là nó bị kiểu nó quệt đâu ấy. Tùy cái, có cái bị quái có cái không đây đâu. Cái đấy á, sao lại bị thế à? Có một cái bị thế. Không, cái đấy một có cái bị thôi, còn lại không bị đâu. Đâu, cái bên ở đấy đâu. Đây, có cái không bị mà. Đâu. À, cái đấy có một cái này, trong này mình giặt. Đây bảo khách là giặt không thấy, nói chung là yên tâm về. Đó. Giặt không ra. Đâu? À giặt là hết đâu. Đây. Đây bảo khách nhá. Giặt hộ mình cái vệt này nhá. Là mọi người xả. Áo thì có một cái vệt đen này. Xả 49.000. Đây xả 49.000 nhá, có vệt đen như mọi người về giặt đi là hết thôi ạ. Chắc chắn hết luôn. Chắc chắn hết luôn nhá, về mọi người giặt bởi đi một đấy, cái có, là hết. Có một cái bà cầm là giặt rồi đấy, là hết rồi đấy. Thế nên là em sẽ xả luôn áo này với giá là 49.000 nhá.
ưu tiên những ai gộp đơn này. Mà kể cả không giặt thì cũng chả ai để ý nó chỗ lách mà. Nó bé lắm mọi người ạ. Em xả luôn áo này với giá 49k nhá. Cái này Kiều chất... Mai Trung lấy một cái phông bi này. Cái này chất kiểu phông ý, phông giấy mặc nhẹ tanh luôn. Mặc nhẹ tanh luôn nhá, giá là 49.000. Đây, mọi người có thể mặc sơ bi yên tâm này. Cái này không lo đâu, không bị đâu, yên tâm. Các chị không giặt cũng được, không cần tẩy luôn. Chả cần tẩy luôn, các chị mặc cũng không nhìn thấy bởi vì nó một phần nách. Xả luôn 49k cho mọi người nhá. Ngô Thanh Huyền gồm một cái 49 này. Số lượng còn rất là ít mọi người ạ, mọi người ai lấy thì chốt nhanh cho em ạ. 49k một cái cảm này. Cảm ơn chị Anna Nguyễn. Kiều Mai Trung có đâu được? Ở live trên Facebook của chị cũng nhớ. Các bạn luôn. Đấy, 75k. Hôm nay là bị kiểu mọi người về người giặt cho em nhá. Mọi người về người giặt cho em là hết. Em fix là 49.000. Bùi Hằng. Kiểu mặc nhẹ tênh đúng không ạ? Mặc nhẹ tênh kiểu mặc như không mặc luôn ý. Mặc nhẹ là Hằng Nga luyện 1. 49k nhá mọi người. Từ nhá, Hằng Nga luyện rồi này. Một bạn nào gộp với nhà chị là Ngô Thanh Huyền có đơn chưa? Ngô Thanh Huyền. Số lượng còn ít nhá mọi người, ai lấy thì chốt nhanh cho em đi ạ. Đơn, không biết là đơn bao giờ. 49k ưu tiên ai gộp đơn nhá. Chị Nguyễn Phương Anh một cái, Nguyễn Phương Anh có đơn chưa nhỉ? Như chưa đâu, đơn mở đấy. Nguyễn Phương Anh 1. Ai có đơn thì comment chữ gộp cho em nhá. Nguyễn Phương Anh đơn mở đúng không? Chị Hồng Siêm Nguyễn một cái gộp vừa đơn xong. Hết một cái của bà là bị hẳn ở sau đi. Bảo rồi, khách đi, đi hẳn rồi. Bảo khách đi, nếu mà chị nào mà không nhiều thế. Thế thôi bỏ lại. Bỏ lại đổi luôn. Hồng Siêm Nguyễn. Ok, cái... hết rồi nhá mọi người. Vừa chị số 67 của anh. Hết rồi nhá, kéo bi hết rồi ạ. Hỏi hoa chuối, tặng hoa chuối đấy luôn. Tặng hoa, bảo tặng hoa chuối này. Hoa chuối ơi, tặng hoa chuối kéo chấm bi này. Nhưng mà về bị nhiều phết đấy, ông về ông giặt nhá. Đây này. Cái này thì bị to lắm. Đây mặc cái này rồi. Và cái này mình đổi rồi mà. À thôi hoa chuối hôm sau về hàng thì lấy đi, cái này để mình mang đi đổi. Là chị bảo lấy gom hết vào chị để chị đổi. Cái này vào. Đổi rồi. Mặc cái gì nhỉ? Không cần mặc đâu, cái đấy dơ là được. Thế mà mình mặc cái gì? Len à? Cái nỉ hàn đấy, bà mặc cái nỉ hàn đấy tôi xả. Nỉ hàn màu vàng có không? Xả. Chị Bùi Hằng có rồi ạ. Rồi tặng hoa chui đỡ đồ. Vô cả. Tặng hoa chui nhá. Tặng cứ tặng nhá. Hoa chui về giặt nhá, chịu khó về giặt hộ em mới. Áo nỉ hàn này, em tặng lai này luôn. Sẽ xả kịch xả luôn. Mua chưa được tặng lần nào. Áo nỉ hàn vàng mù tạt nhá. Hôm nay sẽ xả kịch xả luôn này. Anh hiểu không? Chị ơi, bởi vì hết hàng. Hả? Cái gì? Xả 79.000. Xả áo nỉ hàn 79k nhá. Chất quá đẹp luôn nhá. Chất nỉ cực kỳ đẹp, mặc cái này kiểu Hàn Quốc rất là xinh luôn mọi người ạ. Chất nỉ da cá nhá, chất nỉ da cá mềm. Mềm mượt kiểu... luôn. Cái gì đây, cái gì đây, cái đống này làm sao đây? Bị hủy à? Bị ao ở đây, tí ba lại xả tiếp vào này thôi. Mặc nhá. Cái này 79.000 này. 79k này. Ừ, nhiều lắm một túi luôn. Nhiều ý. Đây ạ, 79k nhá, ai lấy chốt hay là 79k kèm số điện thoại cho em. Đẹp lắm mọi người, cứ mua một cái về mà thử đi. Như Quỳnh Phạm gộp đơn này. Chất kiểu mềm mà thích lắm mọi người ạ. Chất kiểu mượt mượt ý, rất là thích luôn. 79.000 nhá. 79.000 áo em đang mặc chỉ có duy nhất một màu vàng. Mà màu cái vàng, màu vàng này là màu vàng mù tạt nhá. Màu vàng mù tạt, không phải màu vàng chóe đâu. Mà cực kỳ tôn da luôn ạ. Bà dơ dơ này cũng được này, 49.000 dơ luôn. 49.000 áo chữ xả luôn này. Em xả luôn cái áo chữ tay kiểu hơi lên lên một tí nhá. Ăn thùng chai gộp đơn. 49k nhá. Comment là 49k đúng không em? Em cảm ơn chị Sầu Tinh đâu. Mọi người comment 49k ai có đơn rồi comment chữ gộp cho em này. Xả luôn nhá, em này chất cực kỳ đẹp cái luôn. Cái đấy mặc lên cũng nó cũng xem form áo bi ấy, nhưng mà nó là màu đen thôi. 49.000 này. Ai lấy comment cho em 49k nhá, gộp thì comment cho em chữ gộp này. Cái này chất còn đẹp hơn ấy, đẹp hơn cả áo bi luôn ấy. Chị Bùi Hằng một cái này có đơn rồi. Chất còn đẹp hơn áo bi mà người, chất còn dày hơn áo bi. Chất dày hơn thì chữ nhá. Bùi Hằng số bao nhiêu? Áo sọc hết rồi chị ạ. Cái áo sọc lúc nãy em mặc hết rồi nhá. Cái này 49k này, ưu tiên cho ai gộp đơn này. Mọi người gộp đơn, mọi người comment cho em là 49k. Màu đen này dễ mặc mà, ai mặc cũng hợp, các chị mặc với cái gì cũng hợp luôn ý. Mọi người mặc cái gì cũng hợp. Một cái áo này nhà em không ship đâu, nên là nếu mà chị nào lấy thì phải chọn thêm sản phẩm giúp em nhá. Cái áo này em bán lỗ rồi. Áo vàng là 7779 nhá chị Phương Anh. Dung Phạm chưa vào bi đâu ạ.
49k trước chốt cho chị Nguyễn Thu Hiền một cái, nhưng mà chị chốt thêm đơn cho em này. Một cái áo bi hết rồi. Áo bi hết rồi mọi người ạ. Một cái nhà em không ship nhá. Đúng, áo này rẻ mà chất cực kỳ đẹp luôn đấy. Tay mặc... đây đúng rồi ạ, chuẩn luôn ạ. Mặc lên dáng xinh lắm mọi người ạ. Nói chung là mặc lên chị không thích thì chị có thể sắn hoặc là chị cắt đi cũng được. Đi ra ngoài quán cắt mất 20.000. Không, rất rẻ. 10.000 ấy. Ừ. Nói chung là cái áo này dễ mặc. Tay kiểu hơi rộng rộng ấy mọi người, kiểu hơi rộng ấy. Rất là đẹp. Áo này 49k này, ai lấy chốt nhanh cho em này. 49k một cái nhá. Quá rẻ rồi, không thể nào mà bớt hơn được nữa. Đúng rồi đấy, đây là bị khách ao thôi. Hôm trước đấy cứ chốt tranh, chốt lấy của khách khác. Không ao đơn, mất công. Đấy, còn áo bi hết rồi chị ạ. Combo combo này, các bạn ấy. Còn hai combo ấy, tao mệt lắm rồi cái đầu này. Khách ao này, combo áo phông khách ao này. Chị yêu đi thi này, gộp đơn, có một cái đơn vững rồi. Mọi người ơi, combo áo phông bao gồm một áo phông trắng nhá. Bao gồm một áo phông trắng với cả một áo phông kẻ. Còn hai combo. Một áo phông trắng và một áo phông kẻ này. 75.000 một combo. Giá 75k một combo. Mọi người lấy comment trên là 75k combo 75k kẻ số 2. Mẫu cao 1m6 á. Mẫu cao 1m6. Chất cô tông cực kỳ đẹp, mát lắm mọi người ạ. Chất cái này chất cô tông lạnh nhá. Còn cái này là chất cô tông dày dặn này. Giá là 75.000 một combo. Mọi người comment trên là combo 75k kèm số điện thoại. Không thấy mà. Mọi người cắt mừng cho là combo 75k kèm số điện thoại. Combo 75k chị Liêu Ly Thi 1-1 này. Chị Liêu Ly Thi 1, chị Loan Nguyên 1 hết nhá. Ok hết rồi ạ. Kéo kẻ này lẻ này. Lẻ này 35.000 một cái. Áo lẻ này ưu tiên ai gộp đơn này. Ưu tiên ai gộp đơn 35k một cái. 35k một cái. Còn hai cái này. Còn hai cái chất cốt tông lạnh cực kỳ đẹp. Mọi người lấy em để 35k một cái cho ai gộp đơn nhá. Chị Dung pha. Ba mươi lăm nghìn à, còn hai cái nhá. 35k còn hai cái, lấy chốt cho em này. Thanh Thanh có đơn chưa? À, về kìa. Thanh Thanh vừa vừa đơn đấy, 35.000 một cái. Còn một cái nữa đấy. Còn một cái nữa, ai lấy chốt nó cho em đi ạ. Một chân máy còn phải xếp đấy. 35k chị Bùi Hằng nhá. Ok, hết áo phông rồi nhá mọi người, hết áo phông rồi này. Áo xanh xanh này. Áo kẻ len, áo len bông tơ ghi xanh nhá. Kẻ xanh. Và một cái khách ao, một cái khách ao. Hàng này đã bán hết từ rất lâu rồi này. 60k nhá, chất lông, chất len mông tơ ghi mỏng mọi người ạ. Chất len mông tơ ghi mỏng nhá. Kiểu mặc rất là nhẹ nhàng luôn, mặc nhẹ tênh luôn. 60.000 này. Xả nốt 60.000 này. Ai lấy chốt em 60 kèm số điện thoại. Giờ lại cái này đi, cái này còn hai cái nhé. Kẻ xanh hoa chu này. Cái chữ đen còn hai cái, ai lấy thì chốt nốt cho em đi, cho em đỡ phải dô lại mọi người ạ. 49.000. Ai lấy chốt nốt cho em nhá, 49k này, chất dày dày phết. Cái này chất cũng dày nhá. Chất kiểu thích thích cái mềm mềm. Giá là 49.000 này. Ai lấy chốt cho em 49k kèm số điện thoại. 49k kèm số điện thoại. Thì còn một cái. Ai có đơn rồi comment cho em là chữ gộp. Ai có đơn rồi comment cho em là 49k gộp này. 49.000 hết rồi nhá, có mỗi một cái thôi ạ. Sao XL này, có một cái, xả 95.000. Đâu ngoài kia 60. Cái này xả 95. 40, cái này 49k nhá, 49k gộp. Chị ơi, 60k kẻ xanh hết hàng rồi, gộp cho hoa chu rồi, hết hàng rồi. Chị Nguyễn Thị Thảo Anh 49k gộp, có đơn chưa mà gộp ấy. Nguyễn Thị Thảo Anh có đơn chứ không? Đưa đây. Áo gì đây? Nguyễn Thị Thảo Anh có đơn lúc nào nhỉ? Hôm nay em đây 49.000 đây. Số 5 này Phương ơi. Áo mũ nhá, áo nỉ đen lót bông. Áo này còn một cái chốt cho ai đi kìa. Chị Phan cho đi. 49k. Chị Phan để số đi ạ. Chị Phan để số, chị Phan có đơn chưa? Đây ạ. Áo nỉ lót bông nhá. Xả nốt 95.000 nhá, một cái duy nhất. Còn một cái duy nhất màu đen chữ này xả 4, xả 95.000. Xả 95k này mọi người lấy chốt cho em 95k kèm số điện thoại cho em. 95k kèm số điện thoại cho em ạ. Sao cứ giờ này cứ giả hàng nhá. 95k kèm số điện thoại cho em này. 95k kèm số điện thoại đi ạ. Lót bông nhá, cực kỳ ấm chị luôn. Chị Phan ơi để số cho em đi ạ, được không, em chuyển đơn nhá. À có đơn rồi ạ. Ok, chị Phan. 95 của chị Phan luôn này, cái váy này 50. Váy đuôi nhá. Nó váy đuôi trắng ra 50k ấy. Rõ ràng khách chốt rồi. Nơ buộc đuôi trắng đuôi cá 50k. Này chân váy này. Váy đuôi trắng 50.000 này, ai lấy chốt cho em là 50k này. Kèm số điện thoại.
Thế áo áo phông còn này. Thế. Áo phông 39. Ở đây có ai chơi đâu? 35 nữa. Còn hai cái đấy. 50k kèm số điện thoại này mọi người ơi, váy đuôi nhá, váy đuôi 50k kèm số điện thoại. Từ đây. À phong lúc đấy nhá, còn hai cái giá 35.000 này. Giá 35.000 còn hai cái ai đấy thì chốt nó cho em. Lúc nãy mà ai chưa chốt được thì bây giờ chốt lại cho em này. Giá là 35.000 này. 35k kèm số điện thoại này. 35k chất cốt tông lạnh nhá mọi người. Mọi người, cái này ưu tiên ai một đơn thôi. Ngọc 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 này. Phương Phương Lâm ở đâu này? 35k kèm số điện thoại này. 35k gộp này, 35k gộp nhá. Còn hai cái chất cực kỳ đẹp nhá. Chị heo lùn đã có cái áo phông 35.000 chưa? Chưa. Hả? Heo lùn VVN ấy. Heo lùn VN một cái, chị pha một cái hết luôn à. Heo lùn VN một à. Xả chị luôn á, cái này còn một cái này. Chị pha có đâu rồi, đây chị pha đây. Áo kẻ caro nhá. Cái này kiểu dạng váy mọi người ạ. Cái này dạng váy ngắn nhá. Váy kẻ caro này, buộc nơ nhá. Váy kẻ caro buộc nơ này, bao nhiêu mọi người? Em đi chị pha đi. Hả? 40. Chất thô nhá, xả 40k này. Chất thô xả 40k, mẫu này thì bao nhiêu cũng hết rồi, không phải giới thiệu nữa. Xả 40k luôn này mọi người ơi, váy dàng ngắn nhá. Quần này còn không nhỉ? Còn một tập đúng không? Còn. Xả nốt đi. Đây. Đâu, để xem size, cái size gì đấy? XL. Đây là gì? 40k gộp này, ai lấy comment em 40k gộp. Cái size còn L thôi. À, áo vàng mẫu mặc còn đưa đây. Đây quần này. Đây, đây nó. Yểm bi nhá. 40k chị Mui Hăng này. Yểm bi. À chị ơi, 40k của Hân Hân em nhìn nhầm nhá. 40k của Hân Hân em nhầm Hân em nhầm. Trước rồi. Chị Mui Hăng nhá. Hân Hân trước đúng không? Hân Hân trước. Cái váy bi này. Váy bi chất cực kỳ đẹp nhá, bình thường là bán 120 nay xả 80.000 cho chị nào lấy nốt 80.000. 80k nhá mọi người, chất như kiểu hàng xốp luôn. Chất phải tầm hơn 100-200. 200 ấy. Ờ, phải tầm hơn 200 mọi người ạ. Nhớ áo không? Vàng Dương Ốc gộp một cái áo vàng mẫu mặc này 79.000 nhá. Giá số mua phải hơn 100-200. 80k chấm bi kèm số điện thoại cho em này. Con mẹ ở chỗ ngồi, mày ngồi lưng lên đây mà. Lên đi. 71. Chấm bi 80k này, chấm bi 80k này, cái này nốt mà. Ờ nốt đi. Dương Ốc à? Oh, ok này. Dương Ốc 71 nha. Váy nhá. Váy hoa đuôi cá. Váy hoa đuôi cá nhá. Màu đỏ này với cả màu vàng còn. Màu vàng còn à, cái này xích. Chỉ còn màu đỏ thôi nhá. Váy này còn màu đỏ này, đuôi cá này. Bao nhiêu bởi? 100k nhá. Hàng Quảng Châu nhá. Hàng Quảng Châu đây, ta mát đây mọi người ơi. Hàng Quảng Châu ta mát đầy đủ giá 100.000 này. 100k mọi người lấy chốt cho em là 100k kèm số điện thoại. Mọi người lấy chốt cho em là 100k kèm số điện thoại. Váy chấm bi xinh cực. Cái này mùa hè bán hết rồi. Đây là kiểu khách ao nhá. Hoa khách đỏ là cổ hoa chu nữa này. Hoa chu là 100 này. Còn cái này này. Cái váy chấm bi là bà dâu lại xem ai chốt được tôi vắt. Có người chốt rồi đây. Váy chấm bi 80k mà. Chị Quy Nguyên chốt 80k này. Quy Nguyên này, Quy Nguyên là chốt cái váy bi cho em nhá. Ok, qua mẫu sơ mi này. Quy Nguyên là váy chấm bi nhá. Chị Quy Nguyên váy chấm bi. Đây ạ, sơ mi màu cam đất nhá. Sơ mi màu cam đất này. Chất voan mềm nhá. 80k sơ mi 50.000 nhá. Sơ mi màu cam đất 50k này. 50.000 nhá. Mọi người lấy chốt cho em là 50k kèm số điện thoại. Cô em làm gì, em ngâm gì đấy? Mày tìm hàng nữa giúp mày gộp cho chị giá. Quy Nguyên là một. Tìm đi. Em đọc đi, em đọc cho bạn đi. Nhưng ai có đơn giúp tôi. Sơ mi bi 50k đi. Kèm số điện thoại cho em này. 50k kèm số điện thoại này. Con này chất đẹp cực kỳ luôn này, sale quần đi. Sơ mi này, từ còn một cái set này. Sơ mi cam đất chị Bùi Phương Hoàng Anh có đơn chưa? Bùi Phương Hoàng Anh có đơn chưa? Set nhá, set áo 2 dây cả quần ống suông. Mẫu này cũng là hết từ lâu lắm rồi mọi người ơi. 50k Bùi Phương Hoàng Anh. Ờ, con set này đẹp này. Set này nhá. 70.000 cả set nhá. 70.000 cả set này bình thường á, nhà em bán hơn 100. Hôm nay sale 70.000 một set này. Áo 2 dây kiểu tầng nhá với cả quần suông. Quần ống suông có chân, có chu nhá. Các chị chốt thì chắc chắn lấy giùm em nhá, đã là xả hàng rồi. 70k nè. 70k có quần Maggie, chuẩn bị em lên mẫu quần Maggie bây giờ nhá.
Em chuẩn bị lên mẫu quần baggy đây ạ. À nhà em về một lô baggy dạ mặc ở ngày mai cho Hà quay phải phải. Dốc cơ. Chuẩn bị lên mẫu quần dốc cơ nhé mọi người. Set này, set 70k này, set 70k này. Quần này đi. Có size L mà. Ờ có size L. Nhưng em... mà size L dễ mặc mà nó không bị bé không to quá đâu. Em lên mẫu quần dốc dốc cơ. Quần dốc cơ. 7. Quần dốc cơ nhá. Hoa chu. Quần dốc cơ chất này mọi người ơi, chất kiểu chân len ý. Còn size L nó chất đẹp lắm luôn. Chân len còn size L giá là 75. 75.000 xả luôn 75k. Có M nhá, có M nhá. Đây, có cả ML nhá. Có ML nhá. Có cả ML. Có size ML dốc cơ, mọi người mix với cái gì cũng hợp luôn. Đầm trắng có bản eo chị dồn được không? Là cái gì nhỉ? Hết rồi chị ạ. Này xem mấy cái này cái gì đấy. Ơ màu trắng này. Ờ 75k kèm size đi chị sờ tinh dâu ơi. M, M, L, M với size L ạ. Còn size M với L nhá. Chất đây, chất đây, chất dày dặn lắm luôn này mọi người ơi. Chất kiểu chất len nhá. Rẻ lắm rồi nhá. Hộp đơn 75 size L Thanh Huyền. Đây cái dáng dốc cơ này ý, mọi người mix vào cả cái gì cũng hợp luôn. Ngô Thanh Huyền 75. Dáng dốc cơ mọi người mix cái gì cũng hợp luôn. Chị đã Ngô Thanh Huyền 75 size L. Số 41. Số 41 Ngô Thanh Huyền. Bảy mươi lăm k ML này mọi người comment chốt cho em nhá, lên giả rồi nhá. Mọi người chốt kèm size cho em 75k kèm size kèm số điện thoại ạ. Đâu lấy size gì ạ? Chị Ban Tuyết lấy hai cái size M ok chị Ban Tuyết này. Số lượng còn rất ít nha mọi Ban người. Hai size M đơn mới đây. Mi Việt Nam này. Size M hết rồi nhá. Mi Việt Nam hết size M. Hiện tại nhà em hết size M chỉ còn size L thôi mọi người ạ. Nhưng mà thật ra ấy, cái size nó cũng xem nhau thôi. Ngọc. Với cả Bùi Thị Bích 75L dồn đơn. Chị sờ tinh dâu hết M mất rồi. Ngọc Bùi Thị Bích có đơn chưa? Với cả nó có chun co giãn nhá, có chun co giãn này, mọi người không sợ bị kiểu rộng bụng đâu. Giá là 75.000 còn size L nhá. Còn size L. Còn size L. Size L 60 cân vừa. Size L 60 cân. Tùy vào chiều cao bởi vì nó co giãn mà kéo ra cho chị đi. Đây cái này là chun co giãn chị ạ. Chun co giãn như này nhá. Co giãn này. 75.000. Chị Bùi hàng thêm một cái size L đúng không? Chị Ngọc Bùi Thị Bích ơi, chị có lấy không? Để em chốt cho chị không? Nhà em hết hàng ở đây, để em chốt cho chị khác. Chị Ngọc Bùi hàng lấy thêm cái L này. À chị Bùi hàng. Áo chữ màu trắng này. 19 hả bà? Chị Hằng ngang luyện một cái size L nhá. Hết luôn. 49. Ờ 49 còn một cái. À áo chữ còn một cái màu trắng nhá, 49k này. Hằng ngang luyện này. Ai mà có đơn rồi thì đúng comment cho em là 49k hộp. Mọi người có đơn rồi comment cho em là 49k hộp nhá. Màu trắng này cũng cực kỳ xinh này. Có đơn rồi, mua nhiều rồi ấy. Đây, màu trắng cực kỳ xinh luôn nhá, giá là 49.000 này. Mọi người lấy comment cho em là 49k cộp. Như Quỳnh Phạm. Ok, cái mẫu nữa. Như Quỳnh Phạm 49k. Cái mẫu áo nỉ hàn. 45 thôi. Mẫu áo nỉ hàn nhá, 79.000. Đúng không bà? Linh Hoàng Thị Thùy chưa có đi, để mình tìm nhá. Mà thay bộ báo đi. 79 đúng không? Còn ai lấy cái mẫu nỉ hàn này thì comment cho là 79k nhá. 79k kèm số điện thoại này. Em sẽ qua mẫu khác luôn cho mọi người. Ông Bùi Thị có lấy không? Đây, có em ơi. Chip tạo dồn gì ấy. 49k hết rồi nhá. Mọi người chờ một chút nha để em đi tìm. À đây quần này còn này. Còn ơi quần còn cả size S luôn nhá. Quần em còn một cái size S. Size gì đấy? No. L này. Quần. Ơ đây là chân váy bà. Tôi tưởng quần. Màu trắng là chân váy. Cái mắt nó đỏ ấy. Mới là. Đây. Size nữa. Từ từ nhá để em xem size gì nhá. Quần vẫn còn S này. Quần còn S và M, chốt cho sờ tinh dâu một cái size M nhá, sờ tinh dâu. Một cái M đi. Ui, đấy. Sắp đóng thế. Sờ tinh dâu một cái size thôi. Sờ tinh dâu có M nhá. Hết quần chưa? Quần còn một size S, có ai lấy size S không ạ? Size S còn hai cái size S. Còn hai cái size S cho những cái chị nào tầm 49 cân đổi lại nhá. Quần còn 2 size S cho 49 cân đổ lại. Dương ốc một cái áo báo 89.000 à.
Nó số bao nhiêu? Mà đang ở hồ chị đã đưa ra. Đưa 7 mô đây này, cho đây. Nước của đơn dư à? Áo 89.000. Một quần một áo báo Dương Ốc lấy S hay gì em? Xe S à? Xe S hay gì? Chưa. Dương Ốc một cái xe. Dương Ốc một cái. Dương Ốc S. Ok, còn một cái xe của Ngọc Jenny. Ok. Ngọc Jenny đơn mới à? Ngọc Jenny đơn mới, bà nào bảo đi. Ngọc Jenny okay, S, Ngọc Jenny okay. S. Từ từ á, tìm ý em tìm quần xe mở. Còn chắc chắn còn, không biết đâu thôi. Chờ chút. Bảo thôi nhá. Ok, em bán cái mẫu áo da báo này nhá. Ngọc Jenny S. Áo da báo em đang mặc nhá, màu cam đất cực kỳ tây luôn mọi người ạ. Cực kỳ tây luôn nhá. Tay kiểu xinh này. Chất nỉ nhá. Chất nỉ cực kỳ đẹp này. Bán với giá lấy áo báo comment là 89k. Áo báo này có giá là 89.000 một cái này. Áo báo có giá 89.000 nhá. Cái này nói chung là ai mà cũng được luôn. Bởi vì nó là dáng suông. Áo này là 89.000. Nó là dáng suông, rất là dễ mặc nhá. Em ơi, tối lên dạ váy linh tinh. Béo gầy đều ok. Cái áo này free size, không có size đâu ạ. Free size nhá, dưới 60 cân, dưới 62 cân có thể mặc vừa này, tùy cả không? Chiều cao nữa. Tùy cả chiều cao cho nhá, giá là 89.000 này. Màu này thì cực kỳ tây luôn mọi người ạ. Mẫu báo này cũng hot ý, 89k. Da báo năm nay cũng cực kỳ hot, 89.000 này. Mùi hăng một cái áo báo này 89 đây ạ, à, xinh không, màu xinh lắm nhá. Phương Lâm, Phương Lâm ở đây, mùi hăng cho chị, số bao nhiêu? Số 23 nhé, số 23. Phương Lâm có đơn dư à? Báo ơi, áo báo lấy tôi một tập trên kia hết rồi. Có một tập trên kia hết. Chị Phương Lâm ơi, quần xe hết em. À đây. Em bảo nhá, em đang có một cái quần nó không có, nó không ghi size nhưng mà chắc là chỉ tầm SM gì đấy thôi. À đây, còn một cái quần size L đó chị nào lấy này. Còn một quần mét. Thực ra là không to lắm đâu, xem nhau có chị mặc được cái mà. Còn một quần giáp cơ size L nhá, ai lấy thì chốt nó cho em đi 75.000 nhá. 75.000 này mọi người chốt nó cho em đi ạ. 75k này mọi người ơi, ai lấy chốt nó cho em. Phương Lâm cho chị cái túi đấy luôn. Còn một quần size L này. Yến Nhi Trần cũng có đơn gộp nhá. Mọi người ơi, áo em mặc là 89.000 nhá. 89k này. Chất cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Màu nâu tây nhá. Màu có phải nhầm, màu cam đất. Kiểu màu rất là tây. Chị Phương Lâm bảo là chị 40 cân thôi. Linh Hoàng Thị Thùy có đơn chưa? Một cái quần size L này. Comment xuất từ nãy giờ. Linh Hoàng Thị Thùy một cái quần size L 75.000. Áo báo 89. Chỗ mà ngồi rồi đây này. Áo báo 89k này. Còn ai lấy mẫu này không, chốt nó cho em. Đơn dư không? Tiến đi Trần. Chốt nó cho em là 89k kèm số điện thoại. Từ từ đã, mọi người bình tĩnh đi. Chờ tí em không có chỗ ngồi nữa rồi. Mọi người chờ em tí nhá. Cái ví của mình bay ra đây nhỉ. Không còn chỗ ngồi nữa rồi. Bạch cũng đi em đi. Đây ạ. Đây. Nhưng mà thì là quần đúng không? Tiến Nhi Trần có đơn dư không em ơi? Chị bảo gộp đơn này. Còn ai lấy mẫu báo này không nhở mọi người ơi? Xe này đi, rơi đi. Trả hết đi. Xét nhá, lên một xét hàng Quảng Châu này. Xét Quảng Châu nhá. Em chốt gửi cho chị nha. Ok, chị Phương Lâm. Không còn chị Thúy. An, chị gì? Chị gì léo, Yến đi Trần em cũng đi à? Cái gì cái tôi? Con này đơ quá, ngáo rồi đến giờ. Đây ạ, set này. Set gồm áo bi nhá, buộc lơ này. Mọi người thấy bộ đằng trước, bộ đằng sau đều được. Sai gì với đấy? Cả một cái quần. Cái này mọi người nhá, áo với cả quần có khóa ấy. Mọi người kéo thành một set luôn nhá. Mọi người kéo vào thành một set luôn. Cái này là size nhá. Em gồm cho chị kéo 89 rồi ạ. Cái này không có size. Có. Xe trên mép áo ấy, thế nào? Có kiểu cái quần nó có sai mà. Có sai đấy, cái này ML gì đấy. Đây, L. Size M cũng mặc được đây. Cái này size M cũng mặc được nhá. Xe đấy em để 85.000. Ai lấy comment nhanh nhá, 85k. Quảng Châu nhá. Linh đây. Hoàng Thị Thùy có quần size L rồi, gộp đơn cho chị với em ơi. Đây là set Quảng Châu nhá, mọi người mặc kéo khóa lên thành cả một set liền luôn. 85k một set Quảng Châu nè. Đi nhặt chân váy vào để sale nhá. Nên nó cứ vứt linh tinh. Này, váy này. Bảo bà Bùi Hoàng Phương Anh có lấy váy đẹp đấy. Chị Bùi Hoàng Phương Anh có lấy váy đẹp. Không, Sandy không ai lấy á, Sandy đẹp mà. Hàng Quảng Châu xịn dã man luôn. 3 lít chưa chắc được mua được set đấy đâu.
vi đẹp à? Đây nhá, váy voan. Váy voan tồng nhá, ba lỗ voan tồng này. Kiểu vạt vạt như này nhá đây ạ, kiểu vạt như này này. Kèm theo một cái đai trắng nhá. Kèm theo một cái đai trắng. Đó, sách này có mấy cái? Đá. Đá bao nhiêu bà ơi? Gì? Váy đấy á, xả 80. Váy này xả 80k nhá. Váy này xả 80.000 này. Chất voan nhá mọi người, chất voan mềm. Đi tìm còn đấy. Áo báo 89 của Lê Thảo một cái đây. Cái này là ông thưa bảo là như thế nào đã quên rồi. 80. 80.000 nhá. Chị ở cả váy đen chị mua rồi mà. Thùy, chị Thùy Dương, Thùy Dương có đơn chưa? Có đơn hôm nay rồi đúng không? Thùy Dương có đơn hôm nay chưa? Áo báo còn ai lấy nữa không ạ? Hiện tại nhà em chỉ còn tầm 4-5 cái nhá mọi người. Ai lấy thì chốt nốt cho em đi ạ. 89k này, mọi người lấy chốt cho em. 89k kèm số điện thoại cho em. Đây ạ, áo nỉ kẻ này nhá. Áo nỉ kẻ này còn 2 chiếc. Áo nỉ kẻ này còn 2 chiếc chất nỉ da cá nhá. Dưới 62 cân đổ lại cho em này. Dưới 62 cân đổ lại. 62 không? Áo kẻ 85.000 này. Áo kẻ này còn giá 85.000 nhá. Mọi người lấy chốt cho em là 85k kèm số điện thoại bà, này. Bà lồng cái set kia vào túi. À vào ấy. Mắt á. Ông vào móc đi rơi 85k nhá. Ui. Em xả set nhá, xả set này. Thân hàng mệt lắm rồi đấy. Cố lên, cố lên. Xả set váy ba lỗ với cả áo phông nhá. Với cả áo phông, áo nỉ. Cái này là áo nỉ, em sẽ lồng vào. Nên em mà lấy nỉ kẻ để số em ơi. Em sẽ lồng vào thành một set cho mọi người này. Cái này là áo nỉ với cả váy ba lỗ ở bên trong nhá. Xe này vừa cho chị, xe này chỉ đi nào. Đây đẹp một lắm, set đẹp cực kỳ luôn. Một set như thế này này, đây ạ, chất nỉ nhá. Chất đẹp lắm ạ. Bình thường riêng cái áo đã 70-80 nghìn rồi. Bình thường riêng áo nỉ rẻ béo 70-80 nghìn rồi ạ. Cả một set là 99k này. Mọi người lấy thì mọi người comment cho em là set 99k kèm số điện thoại cho em. Set 99k kèm số điện thoại nhá. Đây ạ. Mọi người mặc có thể, nếu mà ai thích ấy, mọi người có thể mặc lệch vai một tí cho hở. Liên em để số đi. Cho hở cái ba lỗ này ra này. Cho hở cái ba lỗ này ra này nhá. 99k một set mọi người lấy. Rẻ quá các chị ơi. Đây, mọi người lấy, mọi người comment cho em là set 99k kèm số điện thoại. Bình thường cái set này các chị đi mua ít 130-140. Chị Bùi Hoàng Phương Anh một set 99 này. Bùi Phương Hoàng Anh. Đây ạ, chân nỉ nhá, áo là chân nỉ này. Cái váy ở bên trong là váy ba lỗ nhá, mọi người có thể mặc tách set cũng được. Mọi người có thể mặc tách set cũng đẹp nhá. Có chân váy chữ A, chờ mình một tí để đi tìm size. Giá là 80, giá là 99.000 một set. 99k một set, mọi người lấy mọi người chốt cho em. 99k kèm số điện thoại. Treo tạm rồi. Nếu mà em không có thì chị có lấy áo báo không ạ? Bởi vì bây giờ em không tìm thấy quần. Nếu có thì em sẽ gộp thôi chứ em không hứa. Đây. Áo này với bán 3 tiếng. Áo này á. Còn 4 cái nhá. 85. Áo á. Trên mà xin đi đen không? Ngọc em không để số điện thoại ạ. Áo phông chữ nhá. Em qua mẫu phông chữ. Chất đẹp lắm mọi người ạ. Chất cực kỳ thích luôn này. Xả 85.000 một cái, còn 4 cái. Còn 4 cái giá 85k này. 4 cái nhá. Dưới 62 cân đổi lại mặc vừa. Mẫu này chất cực kỳ thích nhá. Kiểu mặc thời tiết mùa thu là quá chuẩn luôn ạ. Giá là 85.000 một cái này. Chị Liên em để số. Dạ. Ok chị Liên em này mọi người ơi, cái này 85.000 nhá. 85.000 còn 4 cái. Ok chị ạ. Vâng ạ. Liên em để số lấy nỉ kẻ này. Chân váy chất ly nhà em không có, có chân váy chữ A thôi ạ. 85k này mọi người lấy. Tủ chỗ chị ạ. Mọi người lấy chốt cho em là 85k kèm số điện thoại. Chốt em qua mẫu em qua nhá, mọi người lấy ra báo thì chốt nốt cho em nhá. Lúc đấy mặc lúc đấy đi. Áo 85k Lê Thảo có đâu rồi đúng không? Hình như chốt rồi mà nhỉ. Lê Thảo có một cái 89 thôi. Đây là 85 Lê Thảo. Đúng rồi. Số bao nhiêu? 78. Lê Thảo nhá, 7 nhờ. Không phải mặc đâu bà ơi. Ngô Thanh Nguyệt một cái 85 còn hai cái mặc gì? Thế mặc cái gì? Ngô Thanh Nguyệt.
Trắng lắm. Mặc cái gì cũng được. Vô là cái gì thì mặc cái đây. Còn nốt cái này đi không thì cũng vã rồi. Vã là chỗ này. Ê, cái áo này này. Ôi, đâu rồi? Đây là váy. Không có một cái áo tôi vừa cầm mà. Cái gì đen này. Không có một cái áo hàng Quảng Châu bà nào bà ao lại nhớ. Hàng Quảng Châu á? Ờ. Nếu em không có quần size S thì chị thông cảm nhá. Em không phải chị chốt đầu đâu ạ. Chị thấy chị đầu nhưng mà không phải chị đầu mới là vấn đề. Hả mắt này. Ở đây còn 2 cái đúng không? Áo á. Áo chữ này còn 2 cái à. Áo chữ này còn 2 cái. Mọi người lấy thì cho nốt cho em là 85k kèm số điện thoại nhá. Chất đẹp lắm, yên tâm. Cái này đây, chất đẹp lắm luôn lắm. Đây đây. Không có chân mày xếp ly ạ. Không có chân mày xếp ly nhá. Hàng Quảng Châu. Trả 50.000. Áo sơ mi tay rơi nhá, kiểu trễ vai ấy. Kiểu trễ vai nhá mọi người. Hàng Quảng Châu 55.000. Quảng Châu 55k này. Đây kiểu này nhá, kiểu bèo bèo xinh lắm này. Tay như này nhá mọi người. Tay như này nhá, trễ vai thôi. Tay ở kiểu như này nhá. 55.000. Mọi người lấy mọi người chốt cho em là 55k gộp nhá. Ai có đơn rồi mọi người comment cho em chữ gộp. 55k gộp kèm số điện thoại này. À quên mất, 55k gộp thôi nhá. 55k gộp nhá mọi người, các bạn cho em 55k gộp. Hoang Linh ở đâu rồi á? 55.000. Váy nỉ kẻ đang mặc nhá. Xả tiếc 99k. 99k chất cực kỳ đẹp. Màu đen ở đi đâu? Nghĩa là vứt ra rồi mà. Đúng không? Áo kẻ này cũng còn một cái này. Áo kẻ này là 85.000. Đây đấy. Đúng không nhỉ? Ra một cái áo kẻ nữa sợ. Áo kẻ còn 2 cái 85k nhá, nỉ kẻ chất da cá dày lắm. Còn chất ở bên ngoài thì cực kỳ thích luôn. 85k nha mọi người. 85k. Đâu nhỉ? Cái váy kẻ này có màu trắng đen hay màu đen đâu? Mở bóc đi, bóc cái mới đi này cho nhanh. Okay, màu đen đây nha mọi người. Đồng tàu chỉ chính kèm màu cho em chị ơi. Đen đen hay trắng chị Phương Lâm? Đây, cái em đang mặc là trắng nhá, cái em đang dơ là đen đây. Có mũ đằng sau nhá. Có mũ đằng sau này. 99k một cái, chất cực kỳ đẹp luôn. Chất cực kỳ đẹp nhá, 99k này. Mọi người lấy chốt cho em là 99k kèm màu. Kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Chất nỉ da cá nhá, chất nỉ da cá bên trong nhá. Chất nỉ da cá này. Quay gần chất cho mọi người nhìn luôn. Đây. Chị đến rất là một. Đây, quá đẹp luôn nhá, 99k. Mọi người lấy mọi người comment cho em kèm cả màu nhá. 99k kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Mắc rồi. Xe này còn một cái chỗ bà kia đúng không? Không, xe chỗ nào đấy, nói chung là nghiêng cái lường thì lấy. 99k kèm màu đi ạ. Chị Phương Lâm ơi, chị lấy màu, lấy màu gì á? Váy 2 dây, váy 2 dây mông tơ ghi kèm theo một cái áo khoác đỏ nhá. Cái này là chất len mông tơ ghi mỏng và nhiều khoác. Mọi người mặc mùa thu là chuẩn luôn này. Xả 89k còn 3 set này. Còn 3 set xả 89k. Mọi người lấy mọi người chốt cho em là set 89k kèm số điện thoại. Set 89k kèm số điện thoại nhá. Đây, chất len mông tơ ghi kiểu mặc mùa thu ấy, chất len mỏng ấy cực kỳ thích luôn, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhá. 89.000 một set, cả một set luôn. Màu này là màu đỏ mận nhá mọi người. Màu đỏ mận mọi người không. Xe đẹp cực kỳ luôn, 89.000 nhá. Còn 2 à, còn 3, còn 3 set. Mọi người có thể mặc tách set cũng được mà mặc thành một set. Ê, cũng còn lên thoại tiếp mận từ hôm trước nhé. Huyền. Nhìn Ngô Thanh Huyền à, vừa nhắn tin. 89k này mọi người ơi, có quy cài nhá. Có quy cài cả một set chỉ với 89.000 thôi, giá sale. Giá sale quá là quá rẻ rồi. Luôn. Quá là rẻ chị rồi. Chị Bùi Phương Hoàng Anh một này, cái này mà Sài Gòn mặc thoải mái thôi. Đây, chân len mông tơ ghi mỏng này. Mọi người mặc thời tiết xe xe lạnh ý, đẹp lắm. Còn hai xe thôi, ai lấy nốt cho em đi. Ai lấy nốt đi, ui dồi ôi, rẻ quá cơ. 89k nhá, ai lấy nốt cho em đi ạ. Một còn một nhá. Xe kẻ còn một xe này. Xe vét nhá. Không chứ cho tranh nhau ấy chứ. Không thì hủy ra ấy. Xe vét kẻ nhá. Xe vét kẻ còn một xe. Vét kẻ này bao gồm một cái áo kẻ nhá. Bao gồm một áo vét kẻ. Và một cái chân váy dán chữ A. Cái này có lớp quần ở bên trong nhá. Có một cái lớp lót ở bên trong nhá. Thế nên mọi người mặc thoải mái không sợ bị lộ tí nào. Đây nhá, chân váy.
Cái mẫu này chỉ thì mọi người tầm 51 cân đổ lại thôi nhá. 99.000. 51 cân đổ lại cho em này, 99k. Nói nhiều, nói ít thôi, mệt rồi. 55.000. Nỉ mũ 55k này, màu đen. Còn 2 cái. Còn 2 cái nhá, cái này rất là dễ mặc. Nỉ có mũ nhá, 55k, ai lấy chốt cho em là 55k kèm số điện thoại. Dễ mặc lắm nhá, form 60 cân đổ về. 55k kèm số điện thoại nhá, có mũ nhá. 55.000 này. Thật là quá rẻ cho một cái nỉ mũ luôn. Chất quá đẹp. 99k Bùi Thị Ngọc Phương là lấy set vest. Set vest là 51 cân đổ lại nhá mọi người. Set vest là 51, 52 cân đổ lại nhá. Mọi người nhớ là ấy cân nặng cho em. Bùi Thị Ngọc Phương không giấu có đơn chưa? Cho em số với bác chị ơi. Chị Bùi Thị Ngọc Phương 52 cân vừa nhưng mà hết rồi chị ơi. Bùi Thị Ngọc Phương cho em số ạ. Cái áo nỉ này 55.000 nhá, ai lấy thì chốt cho em này. 49.000 luôn đi, còn 2 cả luôn này. Áo nỉ 49 cân luôn. Chị có đơn hôm nay, đơn hôm trước hả chị Bùi Thị Ngọc Phương? Chị có đơn rồi đấy. Áo nỉ đen 49k luôn này. Còn 2 cái ai lấy chốt nó cho em 49k đi ạ. Chị vẫn để số rồi. Nỉ 49.000 mọi người ơi, có ai lấy không? Chân váy đấy. Dễ mặc cực kỳ. Còn S, S. Chân váy Việt Nam xuất khẩu nhá. SL đây, chân váy dáng chữ A đây. Chân váy dáng chữ A đây, SL. Có quần bên trong nhá. Cái này kiểu quần váy. Cái này kiểu quần váy có size, còn size SL. Cái này còn size SL nhá. Giá là bao nhiêu nhỉ? 85. Xả nhá. À em thôi, chị Phương Lâm 2 màu kẻo nhá. Xả 85k này. Hôm kia ý. Ok ok chị. Xả 85k chân váy dáng chữ A. Có quần bên trong nhá. Có quần bên trong giá là 85.000. Còn size S với cả L mọi người lấy chốt cho em là 85k kèm size kèm số điện thoại cho em. Việt Nam chất sướng cực. Có thấy chị Phương Lâm ạ. Chốt cho chị rồi nhá. Cái này chất Việt Nam xuất khẩu cực kỳ thích luôn này. Chẳng chị là ơi. Bên nào nhỉ? Em quên mất rồi. Lung pha. Ui nhị Thủy Tiên size S. Vừa đặt xong á. Thì bà ta chửi cho. Đi đâu là đơn của bên của bên kia chốt. Chị gì nhỏ có đơn rồi, gì nhỏ gồm một cái size S này. Gì nhỏ một cái size S 85. Có cả L với S nha mọi người, L với S. Gì nhỏ bao nhiêu? L với S nha. Thế kìa, hình như là ngay chỗ đây. Đây chất, này. Đây là hàng Việt Nam xuất khẩu nhá. Có kéo khóa đằng sau này. Kéo khóa đằng sau hàng Việt Nam xuất khẩu nhá. Áo nỉ ở đây mà không ai chốt đâu. 85.000, có 55.000 mà không chốt. 49.000 49k. 49k mọi người không chốt áo nỉ này á. Xe back đâu rồi, còn 2, 3, 4 set liền này. Bị ao à? Thôi hôm qua thấy 2 set, mỗi ngày cứ thấy thêm một tí, mệt cực ý. Chân váy 53 cân vừa hết không? Em lấy hẳn L đi cho thoải mái em ơi. Set vest nâu hàng 2 lớp còn 125.000, còn 4. Còn 4 set nhá, màu nâu. Chốt hết rồi đấy, màu nâu không còn đâu. Màu nâu cam. Mọi người mua chắc chắn thì hãy chốt cho em nhá. Cứ chốt tranh nhau rồi lúc lại hủy, mệt rất là mệt. Hủy ra rất là bất công. 60 cân không vừa chân váy đâu ạ. Đây mẫu này 55 cân đổ lại cho em này, 55 cân đổ lại nhá. Khóc khóc mà không làm gì được. Thực cả mình. Công sức người ta nói ấy nhỉ. Mệt thế. 55 cân đổ lại hàng vé 2 lớp nhá, mọi người đi mua ở ngoài không mà có giá này luôn. Xả 125.000 này. Xả 125k. Màu này thì cực kỳ hot, màu này em thề với các chị luôn. Cái màu này của nhà em bán hết đấy nhưng mà khách ý chốt xong rồi hủy ra. Màu tây dã man luôn này. Ai vừa comment nhỉ? Chưa dừng livestream không bị lợn đâu. Còn ai có ai lấy xe vest không ạ? Chị Mỹ Dung là chân phải size L. Đây nhá, dưới 55 cân đổ lại cho em này. Cái quần là quần cạp cao nhá. Quần là quần cạp cao, mọi người tính ở eo trên nhá. Eo trên từ 70 cho đến 75 vừa này. 70 cho đến 75 mọi người mua cái này, này. Một set. Gì ấy? Không biết từ bao giờ. Mọi người có thể mặc tách set ra cũng ok. Mà giá chỉ có 125.000 hàng vé 2 lớp, quá là rẻ luôn mọi người ạ. Màu này màu cam đất nhá, mặc lên. Hà ơi Hà, xinh. Hà hộ tôi nốt mẫu này. Cái gì? Size L à? Size M. May lấy vé. Vé này màu đấy, tối thôi bà. Cái này nốt nhá. Sơ mi trắng này. Sơ mi trắng chữ A, 50. Sơ mi trắng chữ A, kiểu lớp tốt một tí, 50k. Alo. Dáng chữ A kiểu crop top một tí 50.000. Mọi người comment cho em là 50k gộp này. Hoặc là 50k kèm số điện thoại. Dạ.
mọi người mặc với cả cặp cao ấy. Quần nhá, có một loại là 200. Quần bò cặp cao ấy 50.000 nhá. Một loại là 270. Mi san van lấy set 125k này. Set này đẹp lắm chị ạ, màu này cực kỳ tây luôn. Đấy là cái loại 50.000, chị Phương Lâm dồn này. Set vest này 38 đến 45 anh ạ. Set vest cho chị mi van san này. Sơ mi nhà em hết rồi nha, sơ mi vải đẹp. 38 đến 450. Em qua nốt rồi mẫu nỉ nữa nhá. Mẫu nỉ Quảng Châu nhá mọi người. Mẫu em báo là 550, 600 có anh ạ. Em có len. Nói chung là cũng nhiều loại vâng ạ. Len nỉ. Nhưng mà dạ là bán được nhiều nhất anh ạ. Len, len cũng bán được nhiều. Iris Hà Đông ạ. Anh cứ search là IRIS Hà Đông đấy nhá. Vâng vâng, ok 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 anh ạ. Vâng vâng. Vâng ạ, vâng ok ạ, ok ạ. Ơ chị gì ấy? Mi mi san vân lấy vest à? Rồi, đưa rồi. Năm áo sơ mi chốt ai rồi? Tôi lâm rồi. Em mình được kia rồi. Dạ, mất lông mày. Mất mi luôn. Khoan nốt mẫu áo nỉ hàng Quảng Châu mọi người ơi. Áo nỉ hoa nhá. Khoan nốt mẫu áo nỉ hoa hàng Quảng Châu này. Đây ạ, cái hoa nhá, hoa sắc nét cực kỳ luôn. Áo nỉ hàng Quảng Châu nhá. Đây là xưởng nhiều xả nhá. Em mới có giá 3 còn 3 à, 3 cái. 69.000. 69k nhá. Xả luôn 69. À, không chưa bán 85.000 à? Chưa bán 8 8 8 mấy? 89 thế thì 75 quên nhỉ. Em xả 75.000 nhá. 75.000 bởi vì còn hàng Quảng Châu. Size M. Đây là hàng Quảng Châu còn 3 cái size M nhá. 3 cái size M này. Em đã mặc là size M luôn nhá. Em là 48 cân thì mọi người cứ ngược bướm nhá. Mọi người cứ ngược bướm là vừa nhá. Nói chung là 53 cân đổ về tầm đấy. Size M 53 cân nhá. Cái này chắc tầm 53 cân đổ về thôi ạ. Hàng Quảng Châu nhá, chất nỉ cực kỳ đẹp. Chất nỉ Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn ở đây ạ. Dày dặn nhá. Dày dặn. Hoa đẹp nhá. 75k nhá. 75k size M này. Mọi người lấy mọi người chốt cho em là 75k kèm số điện thoại cho em. Tôi thề mọi người luôn á. Bây giờ lắc đắc mỗi mốc một mùa hai sợi. Váy bi này. Váy bi đôi cái. Mặc đẹp mà nhờ. Đẹp mà em chất xịn. Bán đi bán cái bi đuôi cá đi. Váy 2 dây bi đuôi cá này. Còn một cái xả 80.000. 75k luôn này. Chất vai mềm nhá. Chất vai mềm. Còn một cái xả 75.000. Rất là thích người khác trả tiền lẻ đủ luôn. Dưới 60 cân đổ lại. Ai lấy chốt cho em là 75k kèm số điện thoại. 75k kèm số điện thoại đi ạ. Mọi người chốt nhanh nhanh đi nào. 75k kèm số điện thoại. Chị Bùi Hằng. Đây luôn. Cái môi nó mặc còn 3 cái có ai lấy nữa không mặc nha. 23. Con mẫu bạn Hà mặc đẹp mà, môi đang mẫu Quảng Châu chất đẹp đấy mọi người ạ, chất dày dặn lắm luôn ý. Mọi người có ai lấy không? Cái màu xanh. Tôi vào xả nốt mọi người. Hàng váy nhá. 75k hết. 75k hết rồi nhá. 55.000 dáng váy nhá. Nỉ dáng váy. Nhá, nỉ màu rêu dáng váy. Dáng váy 55.000. 55.000. Màu rêu luôn. Màu rêu đẹp luôn. Có mũ nhá, nỉ mũ. Dáng váy ạ. 55k ai lấy cho em là 55k kèm số điện thoại. Ai có đơn rồi các mình cho em là 55k gộp. 55k gộp hoặc là 55k kèm số điện thoại này. Ưu tiên cho ai gộp đơn nhá bởi vì chỉ có 55.000 một cái thôi. Mọi người comment cho em 55k đi ạ. Nguyễn Phương Anh nhá, 55k gộp. Một cái không hết đúng không? Hết rồi. Đó, thêm mấy tay gì đấy? Thêm tay gì? Toàn chân váy luôn. Để hôm sau bán. Chân váy 2 thì M. Ô, ừ, M này. Lúc ai hỏi 53 con chẳng hề mà size M. À đâu? N, bãi. Nguyễn Phương Anh. Bà biết không, tôi nhìn cái này tôi bảo size M. Còn tôi nhìn cái này tôi bảo size L. Ồ, nhìn cái này giống size M rồi này. Hết rồi đấy. Mọi người có ai lấy áo đang mặc không ạ? À? Áo Quảng Châu nhá, giá là 75.000. 75.000 một cái. Thích size L ấy, bởi vì mình size L hết rồi. Đấy, đây size gì luôn, mất mẹ size. Hết rồi. À đây, cái vest nâu nốt đi. Đây, đây. Còn đúng một cái. Còn một cái vest nâu này.
một cái vest nâu nha, nâu tây. Một cái vest nâu nâu tây này. Màu ở ngoài đậm hơn nhá, màu ngoài kiểu nhìn nó nâu nâu, nhìn màu tây hơn. Áo này xả 120.000. Xả 120k nhá. À, một cái thôi. Cái này vest nhẹ nhàng, mọi người mặc thời tiết mùa thu là quá chuẩn này. 120.000 nhá. 120.000, màu này không hề già đâu nhá, mọi người cứ yên tâm. Mua về mặc cực kỳ đẹp luôn, 120. Cũng này bán nhiều lắm. Có ai thích cái này không ạ? 120k nhá. Cái này chắc là tầm 56 cân đổ lại. Được, 255. Cái này á? Ờ, 55. Tầm 55 cân đổ lại nhá, 120k. 120k. Quá rẻ luôn. Ôi, bảo mới bóc không tin nhá. Ok, mọi người có ai chốt gì nữa không ạ? Mọi người có ai chốt mẫu gì không? Ái đang mặc là đang được sale 75.000 hàng Quảng Châu nhá. Ái đang mặc là hàng Quảng Châu, còn size M. Size M 53 cân đổ lại mặc vừa. Nghỉ nghỉ thôi, nghỉ. Size M, à size M 53 cân đổ lại nhá. Nghỉ. Ok, nhà em cũng like nhiều rồi, like lâu rồi, bơ nhà em xin phép được nghỉ nhá. Được 2 tiếng rưỡi. Ờ. À, nhưng mà cảm giác kiểu lâu lâu. Ừ. Ok, bây giờ em xin phép được nghỉ đấy ạ. Mọi người ai mà có đơn rồi, 2 tiếng 40 phút. Ai mà có đơn rồi thì mọi người inbox cho em xin thông tin địa chỉ để em chốt đơn và ship hàng đi cho mọi người. Tối tầm 7:45 nhá. Tối em quay dạ bắc cạ, dạ vét măng tô nhá. Thu hàng mới dạ vét măng tô nhá. Ok mọi người, ai mà có đơn bây tối giờ em có hôm quay nay lên. Nhưng mà đơn các chị nhiều thì cho em gửi đi thôi, em cũng giữ ở đâu, không còn chỗ để nữa ấy, không còn chỗ để quay livestream ấy. Ok, bye bye mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream nha. Bye bye mọi người.